Xin em cảm ơn chị Thanh Mai. Em xin chào thầy, em xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã dành buổi sáng thứ năm ở đây để cùng với chúng em bàn về vấn đề tình yêu. Em được sau hai cái lần hai chị em cùng đồng hành với nhau về chuyện tình yêu những lần trước, thì những lần này mọi người có nhiều người cao tuổi hỏi là thế thì có bàn về tình yêu của người cao tuổi thêm nữa không? Có thể chúng em sẽ bàn trong thời gian tới. Bây giờ quay trở lại với câu chuyện về bạo lực trong hẹn hò, bạo lực trong, thật ra là nói cái từ, nghe cái từ bạo lực hẹn hò, ta tưởng tượng là cái hẹn hò nhau thì bạo lực nhau. Có rất là nhiều điều có sức à, vâng, em xin giới thiệu quyển sách về các thực nghiệm trong hôn nhân xã hội do giáo sư Trần Thị Minh Đức đã xuất bản. Quyển sách hơn 600 trang về các thực nghiệm trong tâm lý học xã hội, và khi mà người ta nghiên cứu về tất cả các cái hành vi của con người, cái gì đã làm cho người ta làm thế này, cái gì đã làm cho người ta làm thế kia, và bao nhiêu người sẽ làm như thế trong cái hoàn cảnh đó, người ta đặt những câu hỏi như vậy. Thế thì quay trở lại với câu chuyện bạo lực hẹn hò, bao nhiêu người có cái hành vi bạo lực với người khác trong hẹn hò? Không phải mỗi nam hẹn có bạo lực với nữ đâu ạ, nữ cũng bạo lực với nam đấy ạ. Em cảnh vừa rồi trong 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 clip chị Thanh Mai vừa đưa, chúng ta thấy là một cái sự hung hãn nữa cơ của cái người đàn ông, và em ngay lập tức em nghĩ đến cái thông điệp em muốn gửi đến mọi người đấy là: vậy thứ nhất ta phải làm thế nào, giả sử nếu mà nói về con ta, ta phải làm thế nào để con ta không bị như thế, hoặc để con ta xử lý được những tình huống xảy ra mà có cái nguy cơ ban đầu ấy, ta phải làm thế nào ngay từ ban đầu? Thì một trong những thứ mà chúng ta có thể làm ngay từ ban đầu liên quan đến chuyện là giúp đỡ cho con chúng ta, đó là ta cho con chúng ta một cái niềm tin, cái tự hào về giá trị của con, về sự, về tình yêu của chúng ta dành cho con. Cho nên quay lại câu chuyện, chúng ta lại là sử dụng năm mật ngữ tình yêu vô cùng quan trọng đối với con. Khi mà con biết được cái tình yêu của cha mẹ dành cho con rất nhiều, thì con sẽ tránh bớt được cái bạo lực của người khác dành cho mình. Và đặc biệt là trong tình yêu thì bạn ấy có giá trị, thì bạn ấy chống lại, bạn ấy phản ứng lại, bạn ấy ứng phó với những chuyện xảy ra. Thì đó là cái mà để ra trong đầu em ngay lập tức. Vậy bây giờ cần phải có một cái, chắc là em sẽ gửi đến quý phụ huynh các cái bí kíp để phụ huynh sử dụng trong quá trình là tương tác với con cái mình, để con cái không xảy ra những chuyện như vừa rồi. Thứ hai là trong trường hợp phụ huynh chúng ta ấy ạ, vâng, những người lớn đang ngồi ở đây và cùng với nhau, đã bao nhiêu lần ta bị như vậy ạ? Đã bao nhiêu lần ta có cái cảm giác là ta bị bạo lực trong các cái mối quan hệ ạ? Mối quan hệ có thể là với người yêu, với chồng, với người lớn hơn, với bố mẹ mình, với những bạn bè, với bố mẹ chồng chẳng hạn. Tức là cái cảm giác chúng ta bị bạo lực liên quan đến chuyện ta bị coi thường, ta bị đánh giá thấp, ta bị nói những điều tiêu cực, ta vâng, được bao nhiêu lần? Mọi người đã bao giờ bị chưa ạ? Trong lớp học thanh nhạc với thầy Hà Trương thì thầy có đặt ra câu hỏi là: đã bao giờ chúng ta nghe người ta nói là trời ơi chị, bạn hát tệ lắm, đừng có hát nữa, đừng có hát nữa. Thế xong rồi rất là nhiều người nói vâng, chúng ta đã từng bị như vậy. Bây giờ em xin hỏi mọi người là trong số chúng ta đã bao giờ chúng ta bị ai đó nói là bạn tệ lắm, bạn kém lắm, bạn xấu lắm, bạn không có năng lực đâu, bạn thật là một cái gì đấy mà ta nghe xong ta rất buồn. Vâng, có chưa ạ? Rồi, vâng, có rồi. Thì đấy, ta đang bị bạo lực rồi đó ạ. Nếu cái câu đấy đến với ta mà không làm cho ta có cảm xúc gì thì tốt, hoặc là ta nói là ok, cái này cũng đúng, để ta cố gắng thì thực thì khác, tức là ta chủ động với những thông tin người ta gửi cho mình thì khác. Còn nếu người ta gửi cho mình những cái thông tin mà sau đó ta cảm thấy là ta buồn mất mấy ngày, thậm chí là đến bây giờ ta vẫn còn nhớ, còn có ai bây giờ em bị chê nhiều quá trời nhỉ? Những cái chê đấy có thể liên quan vấn đề gì ạ? Độ đã và đang, vâng, em rất quan tâm. Nếu đã thì chúng ta cần chữa lành, còn nếu đang chúng ta cần ứng phó. Còn nếu chưa, vâng, chúng ta sẽ có cái cách để có thể làm cho chúng ta mạnh lên, chúng ta cần mạnh lên. Có rồi ạ. Thế thì em xin chia sẻ với mọi người mấy cái ý như thế này. Có cái bộ phim Gaslight, người ta dịch ra rất là hay, dịch ra từ tiếng Việt đó là sự lệ thuộc, sự phụ thuộc, sự em chính xác lại một chút, cái từ thao túng tinh thần, một sự thao túng tinh thần trong các cái mối quan hệ. Thế thì từ cái bộ phim là nói rằng là một cái người đã làm gây cái, từ từ cái bộ phim là họ
cái người cái tạng nó như một cái cô vợ đã bị ông chồng thường xuyên nói những điều tiêu cực, và đến khi bà vợ không biết được là mình còn nói đúng hay không nữa cơ ấy, họ không biết là mình còn nói đúng hay không nữa. Ví dụ và ở đây thì những cái người ta gồm thường là cái bạo hành về mặt tâm lý, cái bạo hành tâm lý nhẹ nhàng lắm cả nhà ơi, nhưng mà rất là sâu sắc, khiến cho cái người mà bị bạo hành sau đó không biết mình là ai nữa, không biết mình đang làm gì đây, mình có còn tin vào mình nữa hay không. Dạ, là như vậy. Thì có mấy cái em xin chia sẻ thêm rõ ràng hơn một chút một số cái biểu hiện để nhỡ ta mà đang bị như vậy, hoặc nhỡ ta đã biết nó là như vậy thì chúng ta đã rất là tránh ấy. Ví dụ như thế này, ta sẽ nghe những cái câu như là ta nói, có thể người mẹ nói với con như này, thôi con đừng nói nữa, mẹ không muốn nghe nữa đâu. Đã bao giờ ta nghe mẹ ta nói cái câu đấy chưa ạ? Con đừng nói nữa, mẹ không nghe nữa đâu. Hay con nói như thế là mẹ hoang mang đấy. Hoặc là ta nói, chồng ta nói là cho em đừng nói nữa, anh không nghe nữa đâu. Là vợ ta nói cái câu là anh nói, anh càng nói là em không tin vào mình nữa luôn, em không tin là anh đang nói luôn đấy. Đó, cái người vợ nói như vậy đã bao giờ có chưa? Vâng, đã bao giờ có chưa? Nếu có như vậy, vâng, bà chết em đã nói vậy. Đã, khi mà ta nói như vậy đó thì vô tình là ta đang tạo ra một cái cảm giác rất là buồn cho con ta đi cả nhà. Đấy là cảm giác ta đã từ chối con ta. Và trong tình yêu, nếu ta nghe người yêu mình nói là anh đừng nói nữa, em không tin anh đâu, ngược lại thì chúng ta đang đang bị bạo hành đấy ạ. Dạ. Thế thì làm sao mà cái cảm giác như một ngày nói, 2 ngày nói, nhưng mà 5 ngày nói, 5 lần gặp nhau lần nào cũng nói, trời ơi khủng khiếp vô cùng. Thế làm sao để mà con mà cái khủng khiếp đấy con có nói ra được với mình hay không, thì em ước gì là con chúng ta có thể nói được với chúng ta. Ta lấy lâu lâu hỏi con thế bữa giờ mẹ nói với con vậy có cái chỗ nào sai sai không con? Nếu chưa dùng được 5 mật ngữ tình yêu với con, thằng ạ, con bữa giờ mẹ nói vậy có cái gì sai sai với con không? Đó, câu đấy rất cần thiết lắm cả nhà. Thứ hai là chúng ta có sự phản, cái biểu hiện thứ hai là cái sự phản kháng. Có khi nào ta nói với con là con sai rồi, con làm như thế là không được, con chẳng nhớ là con đã làm cái gì à, bao nhiêu điều bữa giờ con đều làm sai mà, con thấy không, con cứ làm sai xong cuối cùng thì mẹ lại người đi xử lý. Hoặc ta nói với chồng là anh có thấy không, anh đã làm, bạn bây giờ anh cứ quyết anh làm như thế, nhưng mà rõ là bao nhiêu lần trước á anh làm cuối cùng cũng sai đấy, đây anh không có nhớ cái lời mà em vừa nói, có vậy không cả nhà? Vâng nếu có như vậy thì chúng ta đã động, ta nói là em cứ cố thôi, anh cứ cố thôi, con cứ cố thôi, nhưng thực tế thì cuối cùng có đạt được như vậy đâu. Đó là những cái câu rất là đau lòng liên quan sự phản kháng chúng ta. Hay chúng ta nói với con là trong người yêu, các bạn đang yêu nhau, bạn em thấy lo lắng, em cứ tưởng tượng nó thôi chứ làm gì có cái chuyện đấy, em cứ tưởng tượng nó thôi, con cứ tưởng tượng nó thôi, anh cứ nói thế thôi chứ làm gì có cái chuyện đấy. Vâng, thế thì hoặc là ta những cặp vợ chồng ta đấy, ta nói mà anh ơi, em có cảm giác là có vẻ như mẹ không thương em, hoặc mẹ không đồng ý với em, mẹ không hài lòng, em cứ tưởng tượng nó làm gì có cái chuyện như thế. Đến khi ngày nào ta cũng nghe chuyện vậy, tự mình ta không biết là ta có như thế hay không ở nhà. Rồi ta có ta những một cái biện khác nữa là con cứ làm quá lên, em cứ làm quá vấn đề lên, làm gì có chuyện đấy, em cứ làm quá lên. Có thể khi ta nói ta không để ý với nó, nhưng đấy là biểu hiện của cái việc là có cái sự bạo hành trong đó, có cái sự bạo lực trong đó, có cái sự tồi tệ trong đấy. Và đó rồi ta mới nói là ta nói như này, em quên à, em quên đi chứ, đã bao giờ anh làm đâu, đã bao giờ anh làm như thế đâu, đã bao giờ mẹ làm như thế đâu, mẹ chưa làm như thế bao giờ. Con bảo là mẹ đã từng nói như con. Không, làm gì có mẹ nói chuyện đấy, làm gì mà mẹ lại có thể đi nói câu như vậy. Thương lắm cả nhà, em thấy cứ còn cứ nghiên cứu từ những vấn đề, mỗi hôm chị em chúng em cứ nghĩ là ôi, hôm nay chúng em sẽ gửi đến mọi người cái nội dung gì đây, hôm nay chúng em muốn gửi đến mọi người một cái thông điệp gì đây, cứ nghĩ như vậy thôi. Hai chị em chúng em ngồi suy nghĩ với nhau muốn gửi đến mọi người một cái thông điệp nào đó để mọi người có thể sử dụng, mọi người có thể ứng dụng để triển khai trong cái quá trình mà chúng ta cùng lớn lên với nhau đấy ạ. Vâng, em vẫn cứ nói với thầy cũng như nói với chị Thanh Mai là em rất là hạnh phúc khi được đồng hành cùng mọi người, và mong đợi của em là làm sao mà chúng ta có thể
vững vàng hơn, mạnh mẽ hơn trong tất cả những cái các cái giây phút của cuộc sống mà chúng ta vui hơn, chúng ta tốt hơn. Những điều em vừa nói vừa rồi em có cảm giác làm như mọi người băn khoăn, mọi người áy náy thì phải ấy. Dạ không, không có gì áy náy cả ta. Ừ, chuyện đấy đã xảy ra rồi, chỉ là từ bây giờ trở đi ta không nói như vậy nữa. Vậy là chị em chúng em thành công rồi, thầy thành công rồi, thầy nhờ. Từ nay chúng ta đừng nói như vậy với con nữa. Và nếu như chúng ta bắt đầu thành thói quen ấy, bỗng dưng ta bật ra thì ta sẽ rút lại ngay. Hoặc nếu mà ta cảm thấy ta nói rồi và con chúng ta tổn thương ấy, hoặc là nghi ngờ rằng là con chúng ta trong mối quan hệ yêu đương ấy có thể bị tổn thương, thế thì vâng, mọi người có thể liên lạc chúng em, vâng, gọi đường dây 111, vâng, để chúng ta có thể được hỗ trợ con ngay và phải bảo vệ các con khi chúng ta đã ở đây với nhau rồi. Em cảm ơn là vâng, 1.400 người chúng ta đang ở đây với nhau. Thế thì tất cả chúng ta sẽ vui hơn, mạnh khỏe hơn, tốt hơn, ít nhất là trong ngày hôm nay. Đó, trong ngày hôm nay chúng ta không dùng những từ đấy. Và ngày mai chúng ta cũng không dùng những từ đấy. Nhưng bỗng dưng một tuần sau thì nào quên. Cho nên là cái chuỗi chương trình tập được là 7 ngày. Nào, 7 ngày nó bị đau đau xuống. Thế thì là chúng em có thể lại xuất hiện, thì lại cẩu mọi người lên. Dạ, kiểu kiểu như vậy đó. Còn nếu sau 1-2 mọi người quên quyết là từ nay không làm như vậy nữa, vâng, tuyệt vời. Dạ, tuyệt vời. Vậy thì chúng em hoàn thành sứ mệnh rồi ạ. Và em thêm một cái ý nữa là như vậy, chúng ta em đang vừa mới nói với mọi người năm cái biểu hiện, bằng năm cái biểu hiện của cái gaslight, hoặc năm cái biểu hiện của cái sự thao túng tinh thần, thao túng tinh thần. Dạ, nó là một cái mảnh ở trong cái bạo lực hẹn hò đó. Đó, cái thao túng tinh thần là cái khi chúng ta nói như vậy làm cho cái người nghe, làm cho cái người cảm thấy họ không bằng tin họ nữa, họ không biết họ là ai nữa, họ họ bị lệ thuộc bởi cái người nói. Ngày nào tạm nghe con sai rồi, làm gì có chuyện đấy, con lại làm, con lại đấy, con thấy chưa, bữa trước con đã làm lỗi, bây giờ con làm lỗi nữa, làm gì có cái chuyện anh đã làm cái điều xấu đấy, làm gì có chuyện mẹ đã làm điều xấu đấy. Và cứ cái ngày nào như vậy, bỗng dưng đứa con của chúng ta ấy trở nên lệ thuộc, trở nên là mất niềm tin vào chính mình, và cứ phải chờ cho mẹ nói thì mới dám làm, chờ cho ba nói mới dám làm đấy. Thế thì khi mà trong, và ai cũng phải yêu cả nhà, ta bảo con đừng có yêu không, không đừng được ạ. À, một cái con gà đến ngày nó đẻ trứng thì ta đâu cản được đâu ạ. À, một bông hoa nó nở ra ta đâu cản được đâu. Hai con chó hay con mèo nó có nhu cầu với nhau ta đâu cản được đâu. Cũng giống như con người chúng ta đến một cái thời điểm ta gọi là tiểu điểm dậy thì đó, thì nhu cầu của cơ thể nó là ta đâu cản được đâu. Nhưng những người người ta kiểm soát khác nhau, hoặc là người ta các bạn độ tuổi đấy có cái sự niềm tin mạnh mẽ vào mẹ và ba để có thể chia sẻ, thì các con sẽ vững vàng. Mình mẹ mẹ ơi, hôm nay anh ấy nói với con câu này, mẹ ơi hôm nay bạn gái nó con nói với con câu này, mặc dù đàn ông tăng nói đàn ông phải mạnh mẽ nhé, đàn ông không được khóc nhé, đàn ông phải thế nào kia. Thành ra khi mà con trai chúng ta bị bạo hành ấy, bạo hành về mặt tinh thần ấy, rồi là bị kiểm soát ấy, ta không biết, tại vì ta bảo là con trai không được khóc bởi vì con trai không được nói ra những điều mà buồn phiền. Trời ơi, chúng ta cấp quyền cho con chúng ta thêm bùn với cả nhà nữa đó. Cho nên á, vâng, thì chúng em hướng đến vào sau đây thì chúng em muốn được nghe những câu hỏi ấy. Ừ, chúng em muốn được lắng nghe những cái chia sẻ. À, em đã làm công việc là tham vấn trị liệu cho đến giờ đó, em cũng chia sẻ trong thứ 19 rồi. Và trong vấn đề tình yêu, trong vấn đề gia đình, trong vấn đề mối quan hệ giữa hai người, rất rất là nhiều và liên quan điều này rất nhiều. Người ta gọi là cái sự cân bằng về mặt quyền lực. Quyền lực ở đây không phải là quyền ai to hơn hay quyền ông sếp này kia, không phải. Khi mà cái bạo lực xảy ra, khi mà mất cân bằng quyền lực, tức là một trong hai người đã chiếm cái thế là tôi là người quan trọng hơn, tôi là người mạnh mẽ hơn, tôi là người có quyền trong cái tương tác này. Và bao giờ người ta cho họ cái quyền như vậy thì người họ sẽ tìm cái cách để làm cho người kia bị thấp xuống. Và cái dễ nhất đấy là nói những điều tiêu cực. Và hơn nữa, và sau đó thì có thể, nhưng vẫn người liên quan đến tài chính, liên quan đến tiền bạc hay liên quan đến cái gì, nhưng đầu tiên sẽ là những cái lời nói. Vậy thì để tránh cho con chúng ta bị như vậy, chúng ta rất là cần gần gũi với con. Còn nếu chúng ta đang bị, chúng ta cần tìm cách để vượt qua cả nhà, và nhất định là từ hôm nay trở đi không ai chúng ta bị như vậy nữa cả nhà nhé. Cảm ơn cả nhà. Đấy là cái phần chia sẻ của em, cũng như là hai chị em chúng em vừa chia sẻ với cả nhà. Và bây giờ chúng em xin được lắng nghe những câu hỏi ạ. Cô Phương ơi, có một câu hỏi là người yêu em hay kiểm soát tin nhắn của em thì có gọi là bạo lực hẹn hò không ạ? Vâng ạ, vâng. Dạ, cái điều gì khiến cho họ phải kiểm soát tin nhắn? Từ kiểm soát đây có nghĩa là có phải là bạn ấy nói là anh đưa máy đây hay em đưa máy đây, em phải xem. Thực ra là nếu vâng, có hai ý ở đây, chắc là ba ý. Ý thứ nhất
đó là biểu hiện của bạo lực trong hẹn hò rồi. Nhưng mà đôi khi nếu như mà chúng ta cũng cũng nhạy cảm quá theo nghĩa là cứ sờ đến là chúng ta cảm thấy bất ổn ấy, trong khi máy chúng ta không có cái gì, thì có thể liên quan đến là chúng ta bị ba mẹ chúng ta kiểm soát nhiều, khiến cho chị một cái gì đó ai động đến mình một tí thôi là mình đã cảm thấy bị xúc phạm đó, nó có cái ý đó. Cho nên là cô bạn gái hoặc anh chàng ấy có thể không đâu, thì cứ cầm máy lên thì cũng như là trong này có game hay một ảnh của hai đứa hay cái gì đó muốn xem, nhưng mà vừa mới định sờ đến thì ta đã cảm thấy là cô ấy quá quắt hoặc là anh ấy quá quắt ấy, thì có thể liên quan đến chuyện là ta bị, ta là người tổn thương quá nhiều và bây giờ ta chưa chưa được bình phục ấy, mà cũng đã chữa bao giờ đâu mà bình phục. Cái vết thương đấy nó lâu quá rồi, nó động đến cái là trái gió trở trời là đau thôi, kiểu thế. Đó là ý thứ nhất. Nhưng nếu ba mẹ chúng ta rất ok với ta, rất ổn với ta, mà bây giờ mà trong máy của ta thật sự là rõ là ta có nhắn tin cho người khác thật, thì cái này không liên quan đến chuyện là bạo lực, mà là liên quan thử chúng ta đã dối lòng ấy, ta sợ ấy, đó, liên quan sự sợ hãi của ta thì nhiều hơn. Rồi ý thứ ba mà cô Hằng Phương muốn nói, em Hằng Phương muốn nói đến đấy là nếu chúng ta cảm thấy là cô gái đó hoặc anh chàng đó thừa biết là ta rất là chân thành với họ, nhưng họ vẫn khi mà cầm lên biết là không có gì, nhưng mà cứ nói là cái cậu anh đưa đây đó, kiểu anh đưa đây, thì có thể chính người đấy lại là người bị tổn thương ạ. Đó, ta hoặc là ta tổn thương, vâng, hoặc là người đó không tin vào tình cảm của ta, hoặc là người đó bị tổn thương. Đây, ta rơi vào trạng thái thế nào thì tùy từng cách để chúng ta xử lý riêng ạ. Dạ. Vâng. Vâng, cảm ơn cô Phương. Dạ. Ở đây thì có lẽ rằng là cũng có những cái chia sẻ của thành viên trong cộng đồng của chúng ta về việc là đã từng bị trải nghiệm bạo lực ạ. Vâng, và bây giờ thì nó đã để lại một cái tổn thương rất là lớn mà không không thể quên được ạ. Vâng, có thể nói rằng là những cái hậu quả của cái bạo lực hẹn hò này và những cái bạo lực tinh thần thì nó để lại cho con người của chúng ta, cho nạn nhân của chúng ta rất là nhiều những cái tổn thương mà ảnh hưởng rất là nhiều đến những cái mối quan hệ và ảnh hưởng đến cái tính cách của chúng ta nữa. Ở đây thì buổi hôm trước chúng ta có một vài cái câu hỏi mà cũng chưa chưa được giải quyết á, thì bây giờ cũng muốn rằng là có thể là nhờ cô Phương giúp hộ ạ. Ở đây có một, nó không liên quan nhiều đến bạo lực hẹn hò lắm. Đây có một câu hỏi là: con tôi yêu một người bạn hơn mình 3 tuổi nhưng bạn đó lại không chấp nhận. Và thế là con tôi chán nản mọi thứ kể cả công việc. Thì bây giờ nên làm như thế nào? Biết cô Phương có cô Phương Vâng. có thể giúp đỡ cho cái người cha hoặc người mẹ này được không ạ? Dạ, em cảm ơn anh chị đã chia sẻ câu hỏi này với chúng em. Là anh chị đã có những cái niềm tin nhất định với chúng em và mong là chúng em có thể giải quyết được vấn đề này. Cảm ơn anh chị đã dành cái niềm tin cho chúng em. Điều thứ hai là em chúc mừng con anh chị đã được con anh được anh chị biết được cái câu chuyện rất là rõ như vậy. Không phải ba mẹ nào, không phải người bố nào cũng biết được câu chuyện tình yêu của con mình như anh chị đâu ạ. Vâng, như vậy là em chúc mừng anh chị. Cái mối quan hệ giữa cha mẹ con cái có vẻ như là đang rất là tốt, bởi vì anh chị được biết câu chuyện ngay ở khi anh chị đoán thôi thì cũng là tốt ạ, nó thể hiện là con anh chị đang được anh chị quan tâm. Còn điều thứ ba thì em cũng cũng thấy được cái sự tích cực ở đây, đấy là dường như là cái tình cảm đó rất là quan trọng với con anh chị, và nó là rất là tích cực ạ. Bởi vì có nhiều cái mối quan hệ mà nó cha quan trọng với con nhà mình, thành ra là con nhà mình cha biết con nhà mình có thể là lớn lên được nhiều nhiều cái gì hoặc là bị ảnh hưởng bởi cái gì, như vậy thì cái tình cảm đó người ta không chấp nhận, thì để ít nhất là để cho mình thấy rằng là có một ai đó quan trọng với con mình. Và điều thứ ba, điều thứ tư, anh chị đang đau lòng vì cái mối quan hệ đó, hoặc là thật ra anh chị đau lòng vì con mình nó không vui, thấy con mình không hạnh phúc cho nên mình không hạnh phúc, và anh chị đang tìm cách để làm thế nào giúp con mình tốt hơn. Thế thì có một trong số những cái cách tốt hơn đó là có cái bài hát là đi để trở về, rồi là đường vào nhà là đường về nhà là vào tim ta đấy ạ. Vâng, thì một trong những cái chúng ta có thể sử dụng ngay lập tức để nói với con ơi, dù chuyện gì đang xảy ra thì ba mẹ vẫn đang ở đây với con. Và đó là ý thứ nhất, phải khẳng định rằng là dù chuyện gì xảy ra ba mẹ vẫn ở với con, điều này con phải rất là ghi nhớ cơ. Ta lại sử dụng năm mật ngữ tình yêu với con đi ạ. Để con tin rằng là cái tình yêu kia là cái tình yêu về mặt cảm xúc rất là sâu sắc, rất là nó thực sự nó làm cho trái tim nó rung động mạnh lắm.
Thế nhưng mà trong cái trái tim rung động mạnh đấy thì có ba mẹ đây. Đây là chữa lành cái bằng việc thường niên. Việc thứ hai để có thể chữa lành đó là ta có thể nói con ơi, thế giới có 7 tỷ người. Nếu một cái người này người ta đến với con nhưng người ta không muốn, người ta đã đến trong cuộc đời của con, thế nhưng người ta không muốn ở lại với con, thì đấy có thể như là dành một cơ hội cho người khác. Để trái tim của con, mẹ ước gì hoặc ba ước gì trái tim của con nó vững vàng mạnh mẽ trước mọi cái dông bão này này, để dành cái trái tim đấy cho người xứng đáng. Ta có thể nói như vậy. Mẹ 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 yêu quý bất kỳ ai, ba yêu quý bất kỳ ai là cái người con lựa chọn, nhưng mẹ sẽ không thể lựa chọn một cái người mà con chọn người ta nhưng người ta lại làm cho con đau lòng. Mẹ còn đau lòng hơn con ấy. Cho nên là có thể vì mẹ một chút thôi, không nhiều lắm, nhưng con hãy nghĩ rằng là nếu họ làm cho con đau lòng, mẹ mới thấy điều đấy rất là khó có thể chấp nhận được. Nhưng nếu sau này cái người đấy mà làm cho con vui thì mẹ lại cũng chấp nhận bình thường. Thế thì để cái này chỉ là một cái biện pháp xoa dịu thôi ạ. Nhưng mà để cụ thể như thế nào thì xin nhờ gia đình có thể liên lạc thêm để em hiểu rõ vấn đề hơn, để tư vấn cụ thể hơn ạ. Cô Phương, cảm ơn cô Phương. Có thể thấy rằng ở đây là cái người mẹ ở đây, người mẹ hoặc người cha ở đây sẽ rất là tôn trọng cái cảm xúc của con, đúng không ạ? Và hướng tới là cái hạnh phúc thực sự của con. Có một cái vấn đề là như thế này, có những trường hợp á, thì bởi vì ở đây chúng ta nhìn nhận là một cái mối quan hệ tan vỡ, cái điều này đối với các con đó là những cái trải nghiệm. Vâng, và như thầy Thái nói rằng là trong cuộc sống của chúng ta có rất là nhiều cái bài học á, và những cái trải nghiệm này nó có thể là những cái trải nghiệm không tích cực, nó có thể là những cái trải nghiệm mà nó có thể gây đau đớn, nó có thể gây buồn buồn khổ, nhưng mà nó là những cái trải nghiệm mà nó có ý nghĩa đối với cả mỗi con người. Vâng, và cái việc của người cha người mẹ đây em nghĩ rằng là có lẽ rằng rất là cần một cái sự thấu hiểu và chia sẻ với cảm xúc của con, khi mà đặc biệt là với những trường hợp mà cha mẹ lại không không có ủng hộ lắm với mối quan hệ đấy, thì nhiều khi cha mẹ lại cảm thấy rằng ôi thế thì may quá thôi, nó dừng lại cái mối quan hệ này thì càng tốt đấy. Hoặc là đôi khi mình lờ tảng cái cảm xúc của con, mình nghĩ rằng là đặc biệt đó là những cái mối quan hệ ở cái lứa tuổi mà tuổi học trò, thì mình nghĩ rằng là cái tình yêu của tuổi học trò nó là cái tình yêu thoáng qua rồi nó chẳng đi đâu đến đâu, tình yêu bọ xít. Vâng, và mình coi thường cái tình cảm đó của con, và thậm chí mình coi thường cả những cái cảm xúc mà khi các con tan vỡ. Thì cái việc này là những cái điều này là những cái điều mà cha mẹ nên tránh. Thì như cô Phương đã chia sẻ, có nghĩa là chúng ta lúc đó rất cần cái sự đồng hành, rất cần cái sự ở bên của cha mẹ đối với con. Và có lẽ chúng ta hãy biến cái này thành một cái cơ hội tốt để cho chúng ta có thể càng càng củng cố thêm cái mối quan hệ gắn bó của chúng ta với con cái của chúng ta. Vì lúc này con cái của chúng ta đang tổn thương và con của chúng ta đang rất cần một cái sự hỗ trợ và một cái sự sẻ chia. Thì đôi khi chỉ cần là các cha mẹ hiểu được cái điều đó, không thúc ép các con. Có thể lúc đấy các con buồn, các con có thể là bỏ ăn, các con có thể hơi sao nhãng học hành một chút. Thì mình không có đến quá nặng nề, mình có thể là chia sẻ với con là ba mẹ hiểu rằng là con đang rất là buồn, đúng không ạ? Ai trong cái hoàn cảnh của con cũng có thể là như vậy, cha mẹ hiểu là như vậy. Và có thể mình tôn trọng cái cảm xúc của con và hỗ trợ để cho con có thể làm sao ạ, phục hồi lại sau những cái đổ vỡ đó. Thì cái điều này là em nghĩ rằng là rất là quan trọng, một cái kỹ năng khá khó với cả các bố mẹ đấy ạ. Vâng, ở đây có một thêm một cái câu hỏi Đúng nữa. Một học sinh lớp 9 hỏi cô ơi, em đã nói lời yêu với một anh nhưng anh ấy đã bảo chọn người yêu khác rồi và anh ấy rất buồn. Cô Phương có thể chia sẻ cái người này là anh ấy rất buồn hay là cái học sinh này rất buồn nhờ chị Thanh Mai nhỉ? Nếu mà em anh kia ấy cái bạn học sinh này buồn chứ, cái bạn học sinh này buồn vì bạn ấy yêu một anh, bạn ấy mến một anh nhưng mà anh ấy bảo anh ấy có người yêu rồi, anh chọn người khác rồi. Cũng cũng cái từ mà em rất là thích mà bây giờ em nghe mọi người nói nhất rất nhiều với thầy ạ. Cái từ của thầy không có em đang người đầu tiên em nghe là từ thầy, rồi sau này em nghe nhiều từ người dùng, đấy là từ bối cảnh. Cái bối cảnh của cái tình huống này nó như thế nào, là bạn ấy nhắn tin rồi bạn ấy bày tỏ với bạn trực tiếp với cái người kia hay là như thế nào nữa cơ, thì nó mới rõ hơn. Nhưng mà dù sao đi nữa cái chuyện tình tình cảm ấy nó vô lý lắm. Khi mình thích là mình thích vậy đó à. Xong mà cả nhà ơi, khi mình thích ai đó có nghĩa là mình cho phép người ta hành hạ mình đó, nó vậy đó cả nhà. Bây giờ ai trong số chúng ta rất thích thầy Thái ạ? À? Vâng, ghi số số nào cũng được ạ, à? Cứ bất kỳ số nào cũng được. Vâng,
khi mà ta thích thầy á, mọi người ạ, là ta vô tình, mà ta vô tình, mà thực ra tôi có cố ý đó, ta cố ý cho thầy hành hạ chúng ta đó cả nhà. Em trêu thầy đó thầy nghe, thầy chắc không hành hạ ai đâu, nhưng mà thầy hạ đi, cho nên là nếu mà khi mà thầy nói cái gì đó với ta hay, nhưng mà ta cũng không biết đâu cả nhà ơi, ta không biết đâu. Cho nên khi mà ta yêu ai đó hay là ta thích ai đó, ta vô tình cho người đó cái quyền ấy là làm tan nát trái tim ta, nếu là nó là tình yêu. Còn cái yêu quý hay là ngưỡng mộ hay là gì thì đó, nhưng mà nói chung là khi mà chúng ta như vậy, thế thì nó liên quan như này, khi em bé này em ấy đã bày tỏ cái việc là quý cái anh bạn kia kìa, thì em bé này đã cho cái người kia có cái quyền và cư xử theo cách người ta muốn, thương lắm. Cho nên khi mà con ta biết yêu quên mất, đáng lẽ ý này phải nói ngày đầu tiên chị ạ, khi con ta biết yêu là con ta rơi vào tay kẻ khác, trái tim của con ta rơi vào tay kẻ khác, và tinh thần của con ta đang bị người khác là họ họ cầm nắm như thế này cả nhà này, họ nắm đường này là con ta đường này, họ nắm đường kia con ta đường kia. Cho nên á, ta cần làm sao mà giúp cho con ta vững vàng trong tình yêu, quên mất đi chị ơi. Đấy, cho nên là cái status hay là một cái thông điệp ấy chị ạ, là khi con ta biết yêu, làm sao mà giữ cho con, chữ cho con của chúng ta là cái tinh thần vững vàng, giúp cho con chúng ta vượt qua được mọi cái thử thách trong tình yêu đó. Cái đó cũng quan trọng lắm đó. Thì em bé ơi, mà có thể bạn đã bị cái cảm xúc về tình yêu nó chi phối và khiến cho bạn buồn. Cho nên một trong những điều mà bạn bạn có thể cần làm, hoặc chúng ta cần làm cho em bé này, đấy là đặt ra câu hỏi: con ơi, con có thấy con đáng yêu không, con thấy con xinh không, con thấy mọi người đang yêu con không, vân vân và vân vân, những cái câu hỏi để nâng cái giá trị của bạn ấy lên. Và giả sử người đấy vẫn kiên quyết mà người đấy không phải là dành cho con, người đó không phải là cái người mà dành của con, mặc dù con rất nhiều tình cảm nhưng người đấy vẫn không phải là của con, vậy thì con sẽ như thế nào? Con đau khổ lắm, con buồn lắm này, nhưng mà nếu con đau khổ thì cũng người đấy cũng vẫn không quay trở lại với con. Nhưng nếu con mạnh mẽ lên, con vui hơn, thì có thể có những người còn tốt hơn người đấy, có thể vẫn đẹp trai như người đấy, có thể vẫn khả năng như người đấy, nhưng mà người đấy còn có cái người mà sẽ đến với con, còn có trái tim ấm áp với con cơ ấy. Và từ bây giờ cho đến khi người kia xuất hiện thì cô vẫn ở đây, mẹ vẫn ở đây, ba vẫn ở đây, anh vẫn ở đây, chị vẫn ở đây để đồng hành cùng con. Ta sẽ đi tìm người đấy, mà nếu không có tìm được người đấy thì vì con dễ thương mà, cho nên một người còn hơn như thế sẽ đến. Vâng, chẳng biết bao giờ nhưng mà cô tin là như vậy đó. Thì đấy là một trong những cách, nhưng phải bối cảnh nào nữa cơ ạ. Nhưng đây là cái gọi là cái lời giải chung cho tất cả các cái tình huống tương tự, là em đang đỡ tình huống tương tự nên nó có thể không trúng á. Vâng, để trúng mọi người có thể phải hỏi em thêm đó. Có nghĩa rằng ở đây là chúng ta vẫn quay lại cái việc là củng cố cái sự tự tin cho con đúng không ạ? Yêu thương và quý trọng bản thân ạ. Vâng, khi mà con yêu thương và quý trọng bản thân con thì cái việc mà các con có những cái cảm xúc buồn rồi là cảm xúc thất vọng và rất là nhiều những cái cảm xúc âm tính khác khi mà các con phải đối mặt với những cái tình huống kiểu như vậy thì chúng ta thực ra chúng ta nhìn lại thì chúng ta thấy người lớn của chúng ta. Ở đây thì không biết là đã ai ở trong đây, cho ai trong cộng đồng của chúng ta là đã yêu một ai đó, mình yêu đơn phương á, mình yêu mà mình không được cái sự đáp lại, hoặc là mình đang yêu mà cái người kia người ta lại chia tay mình ạ, và người ta là cái người chủ động chia tay. Chắc chắn là dạ thầy Nguyễn Công Thái đã nhận là em ạ. Vâng, thầy 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 thử chia sẻ cái cảm xúc là nếu mà trong trường hợp như vậy thì cái người những thì cái chủ thể này sẽ có cái cảm xúc như thế nào ạ? Thầy thầy có thể chia sẻ một chút được không ạ? Cảm xúc là bị tổn thương. Dạ, tổn thương ạ. Vâng, và thầy mong đợi cái điều gì trong cái bối cảnh này? À, mong đợi là mình sẽ tốt để thu phục người đấy, À, dạ. làm đủ thứ chuyện đó, hồi đã làm đủ thứ trò, chạy vòng vòng như con long quăng vậy, nhưng mà cuối cùng vẫn không làm được. Em ý kiến chỗ này chị ơi, là ngay khi mà chị thầy vừa nói là bị tổn thương ấy, em không, em muốn lặp lại nhưng không lặp được, thì chính cái câu mà thầy vừa nói làm em cảm thấy thực sự thầy đã tổn thương thầy ạ. Có những nói không, đã rất là tổn thương, và cái chuyện câu chuyện khác, nhưng vừa rồi thầy vừa nói một cái nếu mà mời mọi người xem lại cái record này ha, cái cụm từ mà thầy vừa nói đúng thực sự là của người tổn thương đấy thầy ạ. À, xong thầy nói chạy vòng vòng như con lăng quăng và đã chứng minh được cái điều trước đấy. Trời ơi, dễ thương vô cùng. Em nói là cơ thể không nói dối bao giờ thầy ạ. À, nên cơ thể không nói dối bao giờ, nhưng bây giờ cơ thể đã khác. Đấy là cảm ơn thầy đã đào bới lại quá khứ để đưa lên cái mâm này, đưa lên cái bàn này cùng với mọi người ở đây.
Tuyệt vời. Dạ, em xin mời thầy tiếp tục. Em chỉ chứng minh là thầy đã rất là một khoảnh khắc đào bới quá khứ thôi ạ. Dạ Rất vâng. Happy. Nhưng mà cái điều tuyệt vời là lúc đó mình cứ tưởng là người đó là tuyệt vời nhất các bạn. Ừ. Nhưng mà khi mà mình nhận ra được rồi thì mình thấy ôi may mắn quá. Ôi may mắn quá, cái ly sành vỡ để mình có được một cái ly kim cương. Đó là vợ mình bây giờ. Tuyệt vời mọi người ơi, đấy cái Vâng. thứ mất đi, vâng, có thể nó, cái thứ mà mình đã nó đến với mình á, nó sẽ trôi qua bởi vì một người tuyệt vời sẽ đến. Vâng, đó là cái key ấy, đó là cái key trong để em có thể trò chuyện với mọi người đó thầy. Cảm ơn thầy đã chứng minh điều đó. Hôm nay thầy chứng minh đi những hai điều cho nội dung của chúng em, cả nhà thả tim cho thầy dùng chúng em tí ạ. Dạ vâng. Cảm ơn thầy rất là nhiều. Ở đây em rất là hay chia sẻ với cả 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 các bạn ấy, và các bạn hãy cứ như một bông hoa. Các bạn hãy tập trung vào các bạn ạ. Các bạn như một bông hoa, các bạn cứ tỏa hương, các bạn tích lũy những cái điều tốt đẹp trong mình ạ. Vâng, còn thực sự thì đôi khi trong một cái mối quan hệ mình cũng rất là khó để có thể kiểm soát được cái mối quan hệ đó như thế nào. Nhưng mà quan trọng là các bạn hãy củng cố chính những cái giá trị của các bạn, và khi mà cái giá trị đấy nó bền vững á, thì các bạn xứng đáng để có thể nhận được những cái thành quả tốt đẹp. Và khi mà các con lại có những cái tri thức này, các con có những cái kỹ năng, các con có những cái giá trị tốt đẹp, thì chắc chắn là các con sẽ được hưởng cái hạnh phúc. Vì nếu mà với những cái kiến thức mà như chúng ta đang tìm hiểu như thế này ạ, thì khi mà các con chỉ cần các con chớm, các con thấy rằng là à, nhận trong cái mối quan hệ của con nó có một vài cái dấu hiệu nhỏ nhỏ chẳng hạn, thì các con đã có thể biết được rằng là những cái đó nó là những cái nguy cơ. Và đây thì có một cái câu hỏi của một chị là: vậy thì trong trường hợp là mình đang nhận diện được rằng là mình đang ở trong một cái mối quan hệ rủi ro như vậy, thì chúng mình sẽ phải làm gì bây giờ? Không biết là cô Hằng Phương có thể chia sẻ cái điều này được không ạ? Vâng ạ, vâng, em ước gì tất cả những người cảm thấy được là mình đang có nguy cơ ấy, đã, họ nói lên giống như chị, thì nó để có thể trả lời sâu sắc hơn, chính xác hơn, chuẩn hơn. Em mong là có thể kết nối với chị để hiểu cái bối cảnh. Tuy nhiên là em trả lời một cách chung, lại cũng có những cái cách giải, có lời giải chung, rồi tùy từng bài toán ta lắp con số vào. Đã. Thế thì cái lời giải chung là như thế này: khi mà chúng ta cảm thấy nguy cơ thì lại quay trở lại là ta đang cấp quyền cho họ rất nhiều. Khi nào ta buồn là ta đang cấp quyền cho cái người đó rất nhiều. Cho nên là khi nào bạn thấy tức giận, khi nào bạn thấy chán, bạn thấy mệt mỏi, buồn phiền, thì ta đang cấp quyền cho chính cái người đó đó. Đang nhảy ở trong đầu ta này này. Người đó đang nhảy trên đầu ta và trong cái đầu ta, và làm hại ta, làm và người ta, cái tiếng nói nhỏ ấy là người ta đang cho người đấy để vào nói thành tiếng nói to đấy. Trong đầu ta chê bai ta, từ chối ta, phủ nhận ta, rồi làm tổn thương ta. Vậy khi mà ta tổn thương thì ta phải đặt lại câu hỏi là ta có đáng bị tổn thương như thế hay không. Nếu ta không trả lời được câu hỏi là ta có đáng tổn thương hay không, thì đặt câu hỏi là cha mẹ ta có đáng bị tổn thương như thế không. Đã. Ta buồn, rất nhiều ba mẹ đánh con, hầu hết các ba mẹ đã có một số không đánh con. Thế nhưng mà khi mà ngay ở khi cha mẹ đánh con chúng ta ấy, thì cha mẹ có cái lý là đánh chúng ta để ta tốt hơn, và cha mẹ đánh ta vì cha mẹ bất lực, nhưng mục tiêu của cha mẹ nói chung là cho ta tốt lên đó. Họ làm tổn thương ta vì cho ta tốt lên, đó là lý do của cha mẹ. Đương nhiên là có cái đồng tình hay không đồng tình, nhưng mà nó là như vậy. Còn bây giờ, và dù là cha mẹ có làm ta tổn thương thì cha mẹ cũng sẽ không thể chấp nhận được, hoặc là họ sẽ cực kỳ đau lòng nếu như ngoài họ ra người khác làm tổn thương con của họ.